ai nhìn như là gà phải không ta? Chà anh Quỳnh Đông, gà nè. Mắt anh Quỳnh Đông bị sao mà thâm quầng hết vậy? Mấy bữa nay công việc anh quá trời quá đất luôn. Bây giờ mắt nó nhức, nó mỏi, nhìn ở đâu cũng mờ hết trơn á, khó chịu lắm luôn á. Trời ơi, mình đụng ai vậy? Mắt dịch bị sao vậy? Ủa, mắt mình bị quáng dịch rồi. Hả? Ủa, có bệnh quáng dịch nữa hả? Đó giờ anh nghe quán gà thôi chứ. Chị gà bị đau mắt là quán gà, còn em bị đau mắt là quán dịch. Đúng rồi, dịch chỉ lý giải cồn thôi. Thôi 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 thôi, bây giờ á dịch mau mau cùng với anh đi qua bên nhà tóc tôi khỏe. Mắt của anh bây giờ khó chịu lắm rồi nè. Mấy chú sâu này phá quá, mau đi chỗ khác chơi nè. Dạ chào Doctor khỏe. Mắt Doctor khỏe khỏe ghê nha, bắt được sâu luôn hả? Mắt Quỳnh Đông bị sao mà tìm Doctor khỏe ở đây? Ý trời, mắt của dịch bị sao mà đụng Doctor khỏe vậy nè? Con xin lỗi Doctor khỏe, mắt con ra ngoài bị chói, trong nhà thì mờ, nhức mắt lắm, làm cho nhức đầu luôn á. Dạ đúng rồi đó Doctor khỏe, mắt Quỳnh Đông cũng bị vậy luôn á, vừa mỏi vừa mờ, nhìn cái gì cũng khó chịu hết. Doctor khỏe có cách nào mà phục hồi được thị lực cho Đông á với dịch? Doctor khỏe chỉ với. Trước tiên Quỳnh Đông và dịch massage cho mắt để cải thiện khí huyết và tuần hoàn máu quanh vùng cơ của mắt. Xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp lên mắt khoảng từ 10 đến 15 giây. Hơi ấm từ bàn tay sẽ giúp tăng tuần hoàn máu, làm giãn các cơ, giảm sự mệt mỏi. Hay quá Doctor khỏe ơi, mắt của Quỳnh Đông đỡ mỏi rõ luôn rồi nè. Còn phần sau á thì phải nhờ nhỏ nồi rồi. Xin chào anh Quỳnh Đông và bạn Dịch, đừng quá lo lắng, đã có nhỏ nồi giúp rồi nè. Nhỏ nồi, em có thành phần nào mà tốt cho mắt, chia sẻ cho anh và mọi người được biết đi. Theo Đông y, em có tính mát, vị chua ngọt. Trong em có tannin, flavonoid, carotin và saponin. Còn giàu carotin, chất chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào khỏe mạnh trong mắt, giúp hấp thụ ánh sáng xanh, làm chậm sự tiến triển thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Mời Doctor khỏe chia sẻ cách sử dụng nhỏ nồi như thế nào để phục hồi thị lực cho mắt, để Đông và quý vị khán giả được biết nghe. Rửa sạch 50g nhỏ nồi xay nhuyễn cùng với 200ml nước đun sôi để nguội, lọc lấy nước cốt và bỏ bã. Chia nước nhỏ nồi làm 2 phần, mỗi phần hòa với 1 thìa mật ong và uống sau khi ăn để hiệu quả của cây nhỏ nồi được phát huy cao nhất. Lưu ý, những người không nên dùng em nè. Bị đau dạ dày, kèm theo viêm đại tràng mãn tính, bị tiêu chảy, bị sôi bụng, phụ nữ mang thai, trẻ em, người bị huyết áp thấp, người mắc chứng đồng máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Nếu đang sử dụng thuốc tây, cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Hạn chế sử dụng các chất kích thích nha. Quỳnh Đông và Dịch nhớ giữ gìn đôi mắt thật sạch sẽ, thường xuyên chớp mắt và massage thư giãn mắt để phục hồi tầm nhìn, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, duy trì sức khỏe của đôi mắt. Hạn chế ăn thức ăn chiên xào, nhiều dầu mỡ, đồ ngọt. Khi phát hiện khô mắt và bị mờ, nên tìm gặp bác sĩ, xác định nguyên nhân và tìm cách điều trị hợp lý và kịp thời. Anh cảm ơn những thông tin chia sẻ từ nhỏ nồi cũng như là từ Doctor khỏe. Còn bây giờ thì Quỳnh Đông, Doctor khỏe và các bạn nhỏ dễ thương xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Quý vị khán giả nhớ đón xem nha. Tạm biệt. Bye bye khán giả.